dấu hiệu có thai sau sinh, mẹ nên biết. Chào mừng các bạn đến với kiến thức mẹ bầu. Các bạn thân mến, dù đang cho con bú, mẹ vẫn có thể mang thai nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh. Có thai khi con mới sinh được vài tháng là điều không ai mong muốn, bởi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và điều kiện chăm sóc dành cho các bé. Tuy vậy, nhiều bà mẹ vẫn chủ quan, không sử dụng biện pháp tránh thai sau sinh, nên rơi vào tình trạng vỡ kế hoạch. Thông thường, chị em phụ nữ sẽ dựa vào dấu hiệu trễ kinh để phát hiện có thai, nhưng trên thực tế, trứng có thể rụng trước khi mẹ có kinh trở lại. Nên mẹ có thể sẽ có thai mà không phát hiện được nếu dựa vào chu kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, mẹ hãy dựa vào những dấu hiệu có thai sau sinh dưới đây để xác định mình có vỡ kế hoạch hay không nhé. Thứ nhất, ngực căng tức, đau đớn. Trong khi cho con bú, ngực của người phụ nữ thỉnh thoảng sẽ bị căng tức do tuyến sữa tiết ra không được em bé bú hết. Đây là hiện tượng vô cùng bình thường. Nhưng nếu phụ nữ cho con bú cảm thấy ngực căng tức, đau nhức dữ dội, ngay cả khi mới cho con bú xong thì rất có thể đã mang thai. Thứ hai, bé bỏ bú. Phụ nữ mang thai khi đang cho con bú sẽ làm thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể, nên nguồn sữa có thể bị thay đổi, không còn thơm ngon như trước. Thêm nữa, khi mang thai mẹ nào bị ốm nghén sẽ thường ăn ít, chán ăn, nên cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ. Từ đó, bé có thể có dấu hiệu bú ít, bỏ bú. Tuy nhiên, chất lượng sữa mẹ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như mẹ bị bệnh, ăn đồ lạ. Thứ ba, cơ thể suy nhược, mệt mỏi. Cho con bú đã tiêu tốn nguồn năng lượng lớn của người phụ nữ, khiến cho cơ thể suy nhược, mệt mỏi. Nếu thêm mang thai thì tình trạng này càng trở nên trầm trọng. Thứ tư, ốm nghén. Giống như dấu hiệu có thai thông thường, phụ nữ có thai khi đang cho con bú cũng sẽ xuất hiện triệu chứng ốm nghén, nôn khan hoặc luôn có cảm giác buồn nôn, khó chịu ở bụng, đầy hơi. Giải đáp thắc mắc cho các mẹ lỡ có thai khi đang cho con bú. Rất nhiều bà mẹ có suy nghĩ rằng nếu đang cho con bú mà mang thai thì cần phải cai sữa ngay. Nếu tiếp tục thì bé sẽ bị đau bụng, không phát triển. Vậy những điều đó có đúng hay không? Thứ nhất, có cần cai sữa cho bé lớn hay không? Cơ thể người mẹ vẫn tiếp tục tiết ra sữa trong suốt thời gian có thai bé tiếp theo. Thậm chí vẫn có thể cho bé lớn bú sau khi đã sinh em bé tiếp. Sữa mẹ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tốt nhất đối với trẻ sơ sinh. Các bác sĩ khuyến cáo người mẹ vẫn có thể cho bé bú khi dính bầu. Tuy nhiên, mẹ cũng cần phải cân nhắc liệu rằng cơ thể mẹ có đủ dưỡng chất để tạo sữa và nuôi được hai bé cùng lúc hay không. Ngoài ra, các mẹ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, ăn đủ chất, uống đủ nước để đảm bảo chất lượng sữa cho bé bú và đảm bảo sức khỏe cho mình lẫn bào thai. Sự kích thích của tuyến vú trong giai đoạn mang thai sẽ khiến cho những cơn co thắt dạ con sẽ xảy ra. Tuy nhiên, thì những cơn co thắt này cũng không gây ra bất cứ vấn đề gì. Đối với những chị em phụ nữ có tiền sử chuyển dạ sớm hoặc sảy thai hay ít tăng cân trong giai đoạn mang thai thì cần phải cân nhắc rằng mình có nên tiếp tục cho bé bú nữa hay không. Thứ hai, những khó khăn thường gặp đối với phụ nữ mang thai khi cho con bú. Mang thai khi cho con bú, cơ thể mẹ sẽ có những thay đổi của các hormone có thể làm cho quá trình cho bé lớn bú trở nên khó khăn. Chẳng hạn, sự kích thích của tuyến vú trong suốt quá trình cho bé bú. Nhưng với hầu hết phụ nữ, các cơn co thắt này thường không gây ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ những phụ nữ nào từng có tiền sử chuyển dạ sớm hay sảy thai hoặc tăng cân ít trong suốt thời gian mang thai hay từng bị chảy máu mới nên cân nhắc việc cho bé lớn bú tiếp hay không. Thứ ba, liệu bé đầu có bú sữa non của em hay không? Khi mang thai đến tháng thứ tư và năm, bầu vú của người mẹ lúc này bắt đầu tiết ra sữa non. Loại sữa này rất giàu dinh dưỡng và rất cần thiết cho trẻ sơ sinh. Điều này khiến mùi vị cũng như lượng sữa tiết ra từ vú mẹ sẽ có những thay đổi nhất định. Lúc này sẽ có hai tình huống xảy ra. Một số trẻ tự bỏ bú, còn số khác vẫn nhất quyết không bỏ. Nếu bé muốn tiếp tục được bố mẹ, mẹ không nên quá lo lắng rằng nguồn sữa non có thể bị cạn. Bởi vì cơ thể mẹ sẽ tiếp tục tiết ra loại sữa non cho đến khi em bé ở trong bụng mẹ chào đời. Như vậy, cả hai bé đều có thể tận hưởng được nguồn dinh dưỡng tuyệt vời từ sữa mẹ. Thứ tư, có thai khi đang cho con bú, mẹ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Xác định trước tư tưởng rằng mình sẽ trải qua nhiều khó khăn khi chưa thực sự lên kế hoạch cho sự xuất hiện của một em bé nữa.
mẹ sẽ bị động và gặp nhiều khó khăn do không có sự chuẩn bị từ trước. Nhìn chung, phụ nữ có dấu hiệu có thai khi đang cho con bú không khác gì so với các dấu hiệu phụ nữ bình thường mang thai, chỉ là các dấu hiệu này ở một mức độ nào đó cao hơn. Nếu như các mẹ rơi vào tình huống này thì cần lưu ý để đảm bảo sự an toàn cho cả hai bé và bản thân mình. Để tránh trường hợp này xảy ra, các mẹ nên áp dụng cho mình biện pháp tránh thai an toàn sau khi sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video miễn phí nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.